Các bạn học sinh ơi, có bao giờ các bạn tự hỏi làm sao để góp sức mình nhiều hơn cùng người lớn chống đại dịch không? Hãy cùng Ri xem hết video này để xem chúng ta làm được gì nha. Đầu tiên thiết thực nhất là tuổi nhỏ góp sức nhỏ tham gia cuộc thi vẽ tranh vững tin Việt Nam do Color tổ chức. Vì mỗi bức tranh bạn tham gia sẽ góp được 2.000 đồng vào quỹ vaccine của chính phủ. Các bạn có thể tham khảo cách đi vẽ nha. Sau bước phát thảo chì và đi nét, Ri sẽ sử dụng màu nước để tô những mảng màu to. Màu nước Color rất dễ mua vì giá mềm, bán rộng rãi. Chất màu thì tươi sáng và không độc hại với trẻ em mình pha nhiều nước để vẽ nhạt nhạt trước ha tiếp đó ri đi sâu hơn vào chi tiết và tô những phần nhỏ bằng màu faber ben bộ này ri đã từng review rồi 36 màu rất đẹp ngồi dễ dùng và rất phù hợp để tô những mẹ nhỏ nhỏ họ đã viết chữ cũng đẹp luôn tuyến đầu chống dịch dành cho người lớn nhưng tiếng sau lại là, là nơi tuổi nhỏ có thể phát huy bởi vì các bạn chính là tia sáng của gia đình các bạn có thể là hình mẫu thực hiện quy tắc 5 k của cả nhà nè hay tỏa ra năng lượng tích cực mang đến nhiều tiếng cười hơn giúp đỡ ba mẹ việc nhà và nghiêm túc học tập ri tin là các bạn có thừa sức mạnh để củng cố tinh thần gia đình mình vì mỗi nhà vững tin nghiêm túc chống dịch là nền tảng để đẩy lùi covid thành công hãy cùng nhau cố gắng các bạn nha